Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cành nho mạnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt. Cành nho nhỏ bé đã bị dập ngã, nó rụ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức, bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác. Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi. Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho nhỏ bé đã quen tự giải quyết mọi việc khó khăn một mình. Nó không nghĩ rằng mình phải cậy dựa vào ai để tồn tại cả. Nhưng lần này, nó thật sự đã đuối sức. Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. Thấy thế, cành nho kia nói, bạn đừng sợ, chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão. Một thoáng ngần ngại, nhưng rồi cành nho nhỏ bé đã làm theo. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã, nhưng cành nho nhỏ bé không còn đơn độc, lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, có những người được số phận mỉm cười khi bước chân vào đời. Họ đã nhanh chóng gặt hái được những thành đạt về tiền tài, địa vị và cả tình yêu. Chính vì thế, họ cảm thấy rất tự tin vào khả năng và sức lực của mình, và việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác là điều rất xấu hổ. Thậm chí, họ cho rằng sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái xã hội đã tạo điều kiện cho những người nghèo sống ỷ lại. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao những điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng sức lực của chính mình, nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, sự gắn bó chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân hay bạn bè, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Vì thế, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Điều này không hề làm mất đi tính tự lập của chúng ta, nhưng nó giúp chúng ta hiểu rằng lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết chia sẻ, vì khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân đôi, nhưng nỗi đau sẽ được vơi nữa. Như cành nho nhỏ bé, tuy vẫn phải hứng chịu mưa bão, nhưng nó cảm thấy vững vàng vì đã được cùng chịu đựng với những cành nho khác. Đồng thời, chúng ta cũng có trách nhiệm chia sẻ với những người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo cho họ còn hy vọng vào cuộc sống. Trong bài Lời khuyên của người cha, tác giả Jackson Brown có viết: đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đấy con ạ. Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp người khác còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời này là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Cũng vậy, chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt, tương trợ nhau. Tuy nhiên, để thực hiện được điều ấy, chúng ta hết thảy hãy đối xử với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường như lời dạy của Kinh Thánh. Phải biết chấp nhận những thiếu sót, yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng của người khác. Mặt khác, khi chúng ta có đời sống an bình đầy đủ,
thì cũng phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó bất hạnh và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân tương ái. Vì Kinh Thánh cũng dạy rằng hãy mang lấy gánh nặng của nhau, vì như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trên con đường về nhà Cha luôn còn có rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng con nhận ra giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của chúng con đối với nhau. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường để chúng con chấp nhận những yếu đuối của mình, cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa giúp đỡ nhau sống vững vàng trước bao khó khăn và nghịch cảnh của cuộc đời.